Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu. Thật sự câu nói này rất đúng với hoàn cảnh của mình trước đây. Mỗi khi mồ hôi đổ ra, chính mình còn không ngửi được mùi của mình, huống chi là chồng. Vậy mà mình đã chung sống với bệnh hôi nách suốt 10 năm trời. Hồi sinh viên mình có tìm hiểu một số loại lăn nách, tuy nhiên mình mua phải hàng kém chất lượng nên tình trạng của mình ngày càng bị nặng hơn. Mình cũng từng có ý định đi chữa trị ở thẩm mỹ viện, nhưng cứ nghĩ đến dao kéo là mình đã không đủ can đảm rồi. Cũng không biết những cái phương pháp đấy có ảnh hưởng gì đến cơ thể của mình không. Bị căn bệnh hôi nách này khiến mình rất xấu hổ với mọi người, nhất là với người chồng chung chăn gối với mình. Đỉnh điểm có một lần mình đọc được tin nhắn của chồng với bồ. Anh ấy kể với cô ấy là mình bị hôi nách và không muốn ngủ chung, trong khi anh nói cô ấy rất thơm và nhớ nhung cô ấy. Thực sự đọc xong những dòng tin nhắn đó, mình rất là buồn và chỉ muốn ly dị chồng ngay lập tức. Nghĩ lại thấy lâu lắm rồi chồng mình không đụng vào người, không được thỏa mãn nhu cầu nên mới đi tìm người phụ nữ khác, chỉ vì thơm hơn mình. Lý do này khiến mình rất buồn vì chồng, nhưng thầm nghĩ do mình nên chồng như thế. Mình có tâm sự câu chuyện của mình cho một chị bạn trong công ty. Chị ấy đã giới thiệu cho mình một bộ sản phẩm của Honna bao gồm lăn nách và viên uống. Chị ấy chia sẻ rằng chị đã đặt tận bên Pháp về cho chồng. Chồng chị ấy bị hôi nách rất là nặng, nhưng từ khi sử dụng bộ sản phẩm này thì tình trạng hôi nách đã khỏi hẳn. Mà giờ bộ sản phẩm này đã được bán tại Việt Nam nên là rất dễ mua. Mình đã đặt ngay một bộ về để sử dụng. Chỉ ngay lần đầu sử dụng, chồng mình đã hỏi mình là sao nay em thơm thế, tối ngủ lại còn ôm mình nữa. Mình cảm thấy rất là vui. Sử dụng bộ sản phẩm này giúp mình giảm hẳn tình trạng hôi nách, cơ thể không còn tiết mồ hôi nữa. Bởi viên uống Honna này không những giảm tiết mồ hôi mà còn giúp cơ thể thải độc. Nhờ có Honna đã giúp mình tự tin trong cuộc sống. Đời sống vợ chồng của mình cũng thăng hoa hơn rất nhiều. Chồng mình đã sửa sai và đã chấm dứt hẳn với cô bồ kia. Mình đã có cơ hội để thay đổi thành công, và mình cũng cho chồng mình một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Và giờ đây vợ chồng mình sống rất hạnh phúc như lúc mới yêu vậy. Cảm ơn Honna.